Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Ấy vào game thì có shopping hết trong thương nhân thần bí rồi thì còn trừ lại một cái mở rộng đội quân 50% ở đây để mua làm mẫu cho anh em. Làm thế nào để các bạn đánh open field mạnh hơn? Chắc chắn là anh em phải bỏ game rồi các bạn. Cái tăng quân này giảm 70% trong shop VIP rất là ngon nhá, gần như lần nào mà xuất hiện mình cũng mua hết. Hiện tại chắc mình tích cũng được đâu đấy khoảng ba mấy 40 cái rồi, cao điểm có thời gian mình tích được khoảng hơn 50 cái cơ. Đó là mua hết ở trong thương nhân thần bí nhá. Đó thì hôm nay ấy vào game thì tiếp tục lại đau đầu với sự kiện đập trứng các bạn. Hôm qua thì livestream mình có nói đó là đập trứng bây giờ mình khá là khó nghĩ, tại vì bên mình ấy đang có đập trứng của vũ khí với lại phụ kiện. Không biết thì các bạn đang có đập trứng của món gì. Đối với mình ấy thì cả vũ khí với phụ kiện thì nói thật luôn là bây giờ mình cũng không cần lắm. Nó mình không có dự định là tinh luyện cái vũ khí thường của bộ kỵ lên. Đó, vũ khí thường của cung ấy thì mình đập một cái không hiểu ăn ở sao lại nổ ta lần luôn. Đó, mình có phân vân là đập cái vũ khí quân bao vây hoặc là vũ khí của Mick Troop. Đó, hoặc là đập phụ kiện. Phụ kiện thì hiện tại mình cũng 10 cái phụ kiện cam rồi nên là mình cũng không thấy gọi là quá hào hứng với mấy phụ kiện này. Và không đập thì lại phí. Đó, nên là sau khi mình suy đi tính lại ấy, nhìn cái kho đồ của mình thì mình chắc là mình cứ đập lấy cái vũ khí Mick Troop đi. Rồi sau này mình rèn hay không thì nó là chuyện khác nha. Còn về xét xe thì thú thật các bạn luôn, nếu bây giờ mình muốn đánh kiểu thêm một đạo xe chắc phải chơi nick mới. Chứ nick này mà lên thêm xe thì cảm giác nó không ăn nhập lắm. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đập mảnh bản vẽ của cái vũ khí Mick Troop nha anh em. Đó, đập vào trước mắt là cứ lấy đã. Nhiều khi là sau mình cứ thủ hay ra cái thứ thì sao, kiểu thủ thành phố ấy. Rồi mình cứ đập cái này cho đủ mảnh bản vẽ nha anh em. Một phát miễn phí nào, cho cái gì đây? Một vật liệu tím, quá ngon. Thêm phát giảm giá 50% đó. Nhớ anh em chê đập trứng lần này đen, nhưng mà tôi đập thì lần nào cũng đấy, lại hai vật liệu tím nữa. Hời chưa, 600 game mà được hai vật liệu tím, quá ngon. Tuyệt vời anh em ơi, 19 vật liệu tím, quá ngon. Cứ đập như này cũng được, đằng nào mình không cần mảnh bản vẽ lắm. Tiếp nào. Ok, phát này thì hơi lỏ. Tăng tốc nghiên cứu với tăng tốc gì gì đấy chả nhớ nữa. Mình sẽ bỏ cái xác nhận đi nha. Bỏ xác nhận nhưng mà tí hy vọng là quay video xong bật lại. Ui. Mẹ ra 5 mảnh bản vẽ vũ khí này. 4 vật liệu tím, ngon luôn. Nhân phẩm thấy vẫn tốt nhỉ? Mình kiểu có duyên với sự kiện đập trứng ấy. Ok. Có duyên phát hồi nãy, phát này hết duyên anh em ạ. Tiếp tục nào. Ui, lại 5 mảnh bản vẽ, lại 5 vật liệu tím tiếp. Ngon đấy chứ. Rồi, 3 vật liệu tím. Không biết có bao giờ mình đúc cái vũ khí Mick Troop này không nhỉ? 2 vật liệu tím nữa này. Sao kiểu thấy nó cứ hơi sai sai vậy anh em? Tự nhiên tôi đúc, tôi đập lấy cái mảnh Mick Troop làm gì ta? 5 vật liệu tím này. Có nên đổi qua vũ khí kỵ hay bộ gì không ta? Ngon, thêm một cái vũ khí Mick Troop nữa. Mình nghĩ là cứ lấy đủ 30 mảnh đi, đúng không? Còn lại tính sau. Lại 6 vật liệu tím này, ngon chưa? Nãy quên bắt đầu video không xem là khởi đầu với bao nhiêu vật liệu tím. 2 mảnh bản vẽ. Nhưng mà hôm nay chưa được phát X10 nào. Cho tôi phát X10 đi Lilith ơi. X10 nào. 3 vật liệu tím cũng được. Một vật liệu tím trong game này nó có giá là 600 game. Lại x5 nữa, ngon chưa? X5 với một vật liệu tím này. Hai cái X1 à, cũng được. Rồi, còn 20 lượt nữa là hết nha anh em. Hai vật liệu tím tiếp. Vãi nồi nhỏ. Chả biết đập được bao nhiêu mảnh của cái vũ khí Mick Troop rồi, một vật liệu tím này hơi lỏ. Ngon, 3 vật liệu tím. Phát cuối. Ui. Chốt sổ được thêm một phát X5 nữa. Hai cái tăng tốc chung cũng ngon. Xem nào. Như vậy tổng cộng mình đập là được 25 mảnh bản vẽ Mick Troop nha. Ngon đấy chứ. Bây giờ mình sẽ nhận quà mốc. Cái sự kiện này nó còn ngon ở chỗ là có mốc thưởng các bạn. Đập đã lời rồi mà còn cho mốc thưởng, quá ngon. Ok.
Nói chung là không nên bỏ đập trứng. Đập búa thì nên bỏ, đập trứng thì tôi nghĩ là nên chơi. Rồi, đủ mảnh bản vẽ. Và đương nhiên là không thể quên bật cái xác nhận game đấy anh em. Các bạn nhớ bật nhá. Mình cũng mấy lần mình quên mình không bật là cũng mua nhầm trong thương nhân thần bí gì đấy. Kiểu mua nhầm sao vàng thứ là chết. Cứ chơi event xong là phải bật lên lại nhá. Rồi, tiếp theo thì mình muốn mang đến cho các bạn một cái thông tin về một cái phản hồi mới được post cách đây 18 tiếng ở trên cái diễn đàn của Lilith Game nha. Thì ở đây người ta sẽ phản hồi rất là nhiều những cái ý kiến mà anh em đã đóng góp cho đội ngũ phát triển, phát hành game các thứ. Đó, anh em đóng góp cái gì là người ta sẽ trả lời là liệu cái đóng góp đấy nó có ý nghĩa không và liệu người ta có tiếp thu không. Thì ở đây là toàn tiếng Anh thôi, mình đọc thì chắc cũng được khoảng 50% là hiểu. Nhưng mà mình sẽ dịch nó sang tiếng Việt, nên mình có copy và dịch sẵn ở đây rồi. Đấy, lần này là phản hồi hơi nhiều nha. Ở đây thì đề xuất đầu tiên chúng ta sẽ có là một người chơi đề xuất là thêm một cái công cụ tính cái tăng tốc ở trong trò chơi và tài nguyên. Tức là thay vì các bạn dùng bot như hiện tại ấy, hoặc các bạn tính bằng file Excel đi, như mình lâu lâu mình tính Excel cũng được, cũng không quá mất thời gian, thì người ta gợi ý là thêm cái tính năng này trong game luôn. Thì phản hồi ở đây đó là cảm ơn này. Sau đó là một máy tính tự động trong trò chơi dành cho tăng tốc và tài nguyên thực sự sẽ đơn giản hóa việc tính toán nhanh và theo dõi tiến trình, giúp việc lập kế hoạch sự kiện, chuẩn bị KVK và tiến trình tài khoản tổng thể suôn sẻ hơn nhiều. Và người ta nói là người ta đã ghi nhớ đề xuất này và có thể sẽ xem xét trong tương lai. Đề xuất thứ hai là thêm dấu hiệu vương quốc mà toàn vương quốc có thể nhìn thấy. Tức là ở đây là thêm cái chỉ dấu đấy anh em. Hiện tại chúng ta có chỉ dấu liên minh này, chỉ dấu liên hiệp nhưng mà chưa có chỉ dấu vương quốc. Thì ví dụ là những cái thành phần mà kiểu phá game ấy, có thể là trong liên minh các bạn biết nhưng mà ở những liên minh khác người ta không biết, đại loại vậy, thì cái chỉ dấu vương quốc này nó có thể giải quyết. Ở dưới này thì phản hồi thì cũng cảm ơn này. Chúng tôi hiểu rằng việc cho phép vua và những cái người R4 đặt chỉ dấu trên bản đồ vương quốc sẽ cải thiện đáng kể khả năng liên lạc và lập kế hoạch chiến thuật trong các sự kiện KVK và các hoạt động khác của trò chơi. Tiếp tục là chúng tôi sẽ xem xét triển khai cái chỉ dấu Kingdom này và để tăng cường khả năng phối hợp và chiến lược. Tính năng này nhằm mục đích tạo ra trải nghiệm game gắn kết và thú vị hơn cho tất cả người chơi, và người ta bảo là sẽ theo dõi trong những cập nhật tiếp theo. Đấy, thì tôi nghĩ là cái này có khi là game sẽ thêm vào. Mục thứ ba đó là thêm cái chỉ huy sử thi công trình anh em, tức là tướng tím công trình, là tướng tím bắn xa đó. Thì ở đây phản hồi đó là cảm ơn bạn đã gợi ý này. Chúng tôi hiểu rằng cộng đồng mong muốn sử dụng các gọi là các đội quân công trình ấy mà không cần phải đầu tư cái chọc vàng vào. Thì ở đây họ rất vui là được thông báo rằng họ đang phát triển một cái gọi là những vị tướng công trình nha anh em vào trò chơi. Và cái lịch trình này thì chưa được xác nhận, tức là người ta đang thiết kế tướng tím công trình rồi. Thì ở đây thì các bạn cần phải kiên nhẫn và chờ các bạn cập nhật tới. Nó chắc chắn sẽ có tướng tím công trình nha, nhưng mà khi nào có thì chưa biết. Mục thứ tư là đề xuất làm cho việc kiếm được tất cả tiền tệ của bảo tàng trở nên dễ dàng hơn, tức là hai cái xu bảo tàng ấy. Thì đối với người chơi lâu như mình ấy thì không có gặp khó khăn gì. Tuy nhiên thì đối với người chơi mới thì các bạn sẽ kiếm khá là khó. Ở đây thì người ta có nói luôn đó là người ta sẽ không có xem xét cái phương pháp bổ sung những cái đồng tiền trong bảo tàng ở thời điểm này nha các bạn. Mục thứ năm là cung cấp tùy chọn nâng cấp quân cấp thấp hơn lên cấp cao hơn. Ví dụ như là từ T2 lên T4. Thì hiện tại trong game ấy các bạn chỉ có thể nâng cấp những cái đơn vị cấp thấp lên đơn vị cấp cao nhất trong nick của các bạn thôi. Ví dụ các bạn mở khóa T5 rồi thì các bạn chỉ có thể mở khóa là nâng cấp lính, ví dụ T2, T1 lên T5. Nhưng mà đôi khi người ta chỉ muốn nâng lên T4 thôi. Thì ở đây nhà phát hành cũng đã nói đó là họ sẽ ghi nhớ đề xuất này và xem xét trong tương lai. Đấy, tuy nhiên thì mục tiêu của họ ấy là ưu tiên các tính năng và cải tiến nhằm giải quyết những nhu cầu và mong muốn quan trọng nhất của đa số người chơi. Thì ở đây thì nói chung là người ta gọi là người ta sẽ xem xét thôi, chứ người ta cũng không có đồng ý nha anh em. Không biết các bạn có suy nghĩ thế nào về cái này. Mục thứ 6 là đối với cái pháo đài man rợ ấy thì nên có tùy chọn là rally pháo đài man rợ trong vòng 1 phút. Thì ở đây phản hồi của nhà phát triển là chúng tôi đánh giá cao đề xuất của bạn. Tuy nhiên, pháo đài man rợ là một hoạt động liên minh để người chơi cùng nhau tham gia. Mặc dù có đồng hồ 1 phút trong liên minh Osiris, nơi các cuộc biểu tình thực được lên kế hoạch trước và yêu cầu người chơi phải phản ứng nhanh, nhưng chúng tôi coi tùy chọn này với pháo đài man rợ là quá bận rộn để chơi hàng ngày. Thật ra thì cái này tôi nghĩ là ví dụ rally 1 phút ấy thì các bạn vẫn có thể lựa chọn là rally 1 phút hoặc rally 5 phút mà. Nhưng mà chắc là kiểu người ta sợ sợ kiểu bot các thứ đúng không? Kiểu ạc phang các thứ rally nhiều, rồi rally pháo đài rất là lợi. Thì nói chung là cái rally 1 phút pháo đài là người ta cũng không đồng ý nha anh em. Mục thứ 7 là gợi ý là khi tạo nhân vật mới thì cho phép là các bạn sẽ tìm cái kingdom bằng cái vương quốc của họ. Tức là các bạn mà tạo nhân vật mới ấy, thường các bạn ấn vào tạo nhân vật này, các bạn phải kéo một cái bảng rất là dài. Đó, thì hiện tại cái gợi ý này đại khái là cho chúng ta tìm hẳn cái vương quốc chúng ta muốn tạo nhân vật luôn. Thì ở đây phản hồi ấy là chúng tôi hiểu rằng việc cuộn
Qua danh sách có thể phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt với những người chơi muốn nhanh chóng gia nhập một vương quốc cụ thể. Do đó, chúng tôi sẽ xem xét triển khai chức năng tìm kiếm vương quốc theo số lượng của chúng trong các bản cập nhật trong tương lai. Tính năng này sẽ hợp lý hóa quá trình tạo nhân vật, giúp mọi người nhanh chóng và thân thiện hơn với người dùng. Thì lâu lâu mình tạo ạc farm ấy, thì đúng là cái này cũng khó chịu thật. Các bạn phải kéo xuống kingdom của các bạn, nó khá là mất thời gian. Mục thứ 8 là cho phép thực hiện nhiều cái nhiệm vụ trong sự kiện tổng động viên liên minh và làm mới nhiệm vụ nhanh hơn. Thì tổng động viên liên minh ấy, mỗi lần các bạn làm, các bạn chỉ nhận được một nhiệm vụ thôi. Thì đại khái là cái đợt gợi ý này là sẽ cho các bạn gọi là nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Thì ở đây phản hồi ấy là chúng tôi thực sự nhận thấy sự cần thiết phải có ở những thay đổi tiềm tàng đối với hệ thống nhiệm vụ trong sự kiện tổng động viên. Chúng tôi hiện đang có kế hoạch thực hiện các điều chỉnh để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn tại sự kiện. Tức là tổng động viên sắp tới cũng sẽ được điều chỉnh nha. Ở mục thứ 9 là thực hiện đếm ngược chỉ huy trong bảo tàng như trường hợp trên trang lựa chọn chỉ huy ưu đãi đặc biệt hàng ngày. Hiện tại bảo tàng ấy nó ra rất là bất chợt nha các bạn. Tự nhiên một ngày các bạn vào game các bạn thấy có bảo tàng Attila. Ấy mặc dù được thông báo trong cập nhật nhưng mà người ta không cho các bạn gọi là chuẩn bị trước ấy. Thì đại khái cái đề nghị này là kiểu cho các bạn đếm ngược giống trong gói ngày. Phản hồi ở đây là cảm ơn bạn đã cung cấp phản hồi của mình. Chúng tôi hiểu rằng việc đếm ngược để người chơi nhìn thấy chỉ huy bảo tàng tiếp theo sẽ hữu ích cho việc lập kế hoạch. Đó. Và mong đợi sẽ thấy đồng hồ đếm ngược của chỉ huy trong bảo tàng sẽ được cập nhật trong tương lai. Ok, cái này là hợp lý anh em. Tức là cái đề xuất này cũng được nhà phát hành đồng ý luôn. Tiếp đó là đề xuất thứ 10. Hoàn nguyên các thay đổi đối với cái chế độ gọi là đánh chấm màu và hiển thị các hiệu ứng như cảnh báo bệnh viện. Thì phản hồi của nhà phát triển ở đây đó là chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc hiển thị biểu tượng cảnh báo bệnh viện trong khi chiến đấu và đồng ý rằng biểu tượng này cần thiết để chơi trò chơi hiệu quả. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định sẽ hoàn nguyên các thay đổi để đảm bảo rằng biểu tượng hiệu ứng vẫn hiển thị ở chế độ thu nhỏ. Ok, như vậy là sau khi cập nhật chấm màu có rất là nhiều cái hay ho thì sắp tới đây nhà phát hành sẽ gọi là quay ngược cái chấm màu này một chút nha. Khi các bạn thu nhỏ lại thì các bạn sẽ vẫn thấy những cái búp của các bạn này và đặc biệt là chỉ dấu bệnh viện để xem các bạn có đầy viện hay không. Thế cá nhân mình sau cái đợt đánh KBK vừa rồi ấy, mình thấy là không có ảnh hưởng gì đến mình nha. Tức là cái thay đổi mà các bạn thu nhỏ bản đồ lại nó mất đi những cái là kiểu biểu tượng avatar của các bạn ấy với mấy cái hiệu ứng búp các bạn sử dụng thì thật sự nó không ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà ở đây người ta kêu là người ta sẽ thay đổi lại như cũ. Các bạn sẽ vẫn giữ lại những cái thay đổi, ví dụ như là hiển thị bộ kỵ cung khi thu nhỏ này, rồi đơn giản cái chấm màu. Đó, tuy nhiên họ sẽ quay ngược lại cái búp ở dưới màn hình nhân vật nha. Đó, cái chỗ này này các bạn, cái búp dưới này. Ok anh em, và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những nội dung về từ Embrace Kingdom thì đừng quên để lại một like với kênh. Cảm ơn anh em đã ngồi theo dõi hết video nha. Bye bye anh em.